ta phải bị ô xong rồi à, phải phải đi kiếm quá nhất như vào. Không để ý đường ngã đập vỡ mặt luôn. Chán thế. Nào, chúng ta cùng làm lại nào. Con số 3 này. Này đua xe đạp nha mọi người. Hơi khó đấy. Lộn hết cả người này. Đấy, vừa nãy là nó chưa quen tay lái. Là quen rồi đi nhân viên chưa anh em thấy không? Cái pha xử lý đã đẳng cấp vừa nói xong chả lắm nào chúng ta lại làm lại nói ý rồi ơi bữa nay tập luyện kéo nha chú. Gặp mạnh như là như đường dốc à yếu thế nhỉ yếu lắm à, này tập luyện yếu lắm nhỉ. Đây bên này à, lên đường dốc đây rồi. Anh em thông cảm nhé, tại vì mình chơi đêm á, nói nó không được nhiều, anh em thông cảm. Nhà con nhỏ này. Rồi. Giờ mới tìm đường ra được. Nên nào, nên nào. Nào. Đây là mình phải điều khiển cả bằng cả cái điện thoại nha bạn, nên là rất là khó. Qua cầu ấy. Mình định đấy. Rồi sao? Quả đua gì là không được à? Chào mọi người, mình xin phép dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé.